Yo, what's up mọi người, hello, xin chào mọi người nha. Ôi, mèo ơi, mèo, tôi có cái này hay lắm này mèo ơi. Ủa mèo đang làm gì vậy mèo? Mèo đang làm gì vậy? Ông thấy hay sao? Đang đi đào đất cho heo ăn hay gì? Cho ông ăn á, tại chờ nhà đào đất quá. Mèo đang đào đất để làm cái gì vậy? Đi đào cái hang, đi đào đè cá, đào sắt hết ra. Ôi, tự nhiên cái hang đằng kia sống đào. Cái hang đằng kia đào nhiều quá vậy nó hết nổi rồi, giờ phải làm cái hang mới đi đào. Ủa mèo sao mèo cầm cái cúp này mèo đi đào đào sắt vậy? Mèo đi khùng vậy, cúp đá mới đào sắt được mà, cúp này đào phải sắt á. Rồi đúng là mèo nước mà. Trời ơi, hôm nay mèo được mèo làm cho tôi suy nghĩ ra một cái ý tưởng mèo ơi. Ý tưởng gì? Ừ, mèo thấy không? Mấy bạn thấy mèo không mấy bạn? Đây nè, mèo đi cầm cái cúp bằng gỗ mà đi đào sắt mèo thấy mấy bạn thấy mèo nước không? Trời ơi trời, nước thiệt là nước luôn mọi người. Cúp nào mà chả đào được, miễn là cúp là đào được thôi. Tào lao mèo thử mèo đào coi nó bể không nè, đào đi. Đời nào cái này đào hồi ra cục sắt mà. Rồi đào đi nè, nếu mà không ra cục sắt nghe mọi người, nếu mà mèo đào cái đó mà không ra được cục sắt thì Hút sẽ dùng cái kiếm này Hút đập mèo. Ờ thôi khỏi đào nữa, không có đào đi. Trời ơi thôi mèo. Mèo rồi đào đi ra đó. Tào lao này tôi nói ra cục than chứ tôi có nói mèo xuống mèo đào cục sắt thử coi. Trời muốn ăn thôi, muốn ăn nè mèo. Bây giờ á tôi có cái này hay lắm nè mèo. Hôm nay á tôi đã ăn cắp được cái công thức chế tạo cái cúp bờ rồ với lại cái cúp sắt của nó mèo. Hôm trước tôi đi rình được bờ rồ tắm á mọi người, tôi đã học được cái công thức chế tạo được cái cúp bờ rồ và cái cúp kim cương siêu vip của nó mèo. Cúp gì chứ? Cái cúp sắt bờ rồ với lại cúp kim cương siêu vip của nó đó. Dạ đặc biệt nha mấy bạn, thằng bờ rồ này nó có sử dụng cái cúp của nước nữa đó. Hình như nó dùng cái cúp đó để nó tròn nước đó mèo. Ủa bờ rồ tại sao lại xài cúp của nước? Không, bờ rồ hình như là nó làm ra cái cúp đó để nó tròn nước hay gì đó, tôi có được cái cúp của nó nè. Mẹ nhưng mà đặc biệt nha Phan, cái cúp của nước á mẹ biết dùng để tròn ai không mèo? Dùng để tròn chị Panda đó. Hôm trước á Redhood có hứa với mấy bạn là Redhood sẽ tròn chị Panda thì hôm nay nhất định Redhood sẽ tròn chị Panda cho mọi người xem. Mèo, ấy, đóng cửa lại là cái quái gì? Đặt mèo rồi. Bây giờ mèo, bây giờ để tôi xuống dưới tầng hầm ha. Tôi lấy cái cúp bờ rồ và cái cúp nước của bờ rồ á để tôi ra tôi cho chị Panda và tôi cho mèo thấy cái cúp của kim cương của bờ rồ mạnh như thế nào nha. Là ông cắt được cái bộ cúp đó luôn. Đâu có, tôi học được cách chế tạo của nó. Tại hôm đó nó vừa tắm mà nó vừa hát cái cách chế tạo đó là la kim cương thiệt nhiều cúp thiệt nhiều cộng vào với nhau là ra cúp kim cương bờ rồ đó. Sao đó kim cương thiệt nhiều cúp thiệt nhiều là không là nó dồn á 100 cái cúp kim cương vô một cây á. Bởi vì cúp đó nó bự lắm mọi người. Nó bự thiệt là bự luôn. Tự giấu rồi tôi sợ nó thấy nè, để tôi rình coi có nó không ở ngoài không mèo. Nếu mà nó mà thấy tôi xài cái cúp của nó chắc nó quýnh tôi chết. Tại vì có thằng nào ở nhà mình hả? Nếu mà cái cúp đó mà ông chế ra được thì sao không ăn cắp luôn công thức chế kiếm của nó đi vòng quanh? Đâu biết đâu, thì bữa nào tôi mới học là công thức chế tạo cái kiếm của bà rồ này, nhưng mà hình như bây giờ nó chưa có công thức mèo. Bữa nào tôi rình nó đi vẽ rồi nó có nhiều khi nó nói là công thức chế tạo cái kiếm đó chế tạo cúp gì chế tạo kiếm á. Ừ nó nhiều khi bà rồ nó gắt lắm mèo ơi. Thôi để bây giờ tôi lấy cái cúp để cho mèo xem nha. Mèo ơi nè xuống đây nè mèo ơi, tôi để cái hầm chế tạo gì cái hầm vũ khí của tôi dưới này nè. Hầm vũ khí hả? Phải hầm công cụ chứ lộn nè nè, đào ra mèo. Cái gì đào ra làm gì? Ừ nó đào ra cái này nè. Rồi thì đó đó phải không? Đây là cái rương mà tôi giấu á, cái rương này là của thằng bờ rồ mèo. Nè nó mày coi nè, cúp kim cương bờ rồ nè thấy chưa? Đó, con này là cúp sắt siêu vip nè thấy chưa? Và đặc biệt nha, con này có cúp gỗ nước nữa nè đó. Đây để lên tôi cho mày coi nè. Sữa trong rương để làm gì vậy? Đâu? Đó. Cái đồ này tôi bỏ vô rương á. Trời nè ra đây mèo tôi cho mèo coi nè mèo ơi. Nè đây Hút cho mọi người coi nha. Đây là cái cúp của gỗ của nước nè, thấy bình thường không? Bình thường vậy? Có gì khác đâu. Đây là một cái cúp rất là bình thường đó. Nè tôi đào thử cho mày coi nó cũng rất là bình thường thấy không? Nhưng mà phải vô tay người nào nước thiệt kìa nó mới có tác dụng. Để coi mèo có bị nước không mèo, nếu mà vô tay mèo mà nó có tác dụng là mèo nước á. Không dĩ nhiên không rồi. Đó mèo ơi nè, đào thử coi con mèo có bị gì không? Thấy ghê quá vậy. Đào thử đi. Phải đào đá chứ đúng không? Đâu, đào bình thường dưới đất luôn á. Đào gì cũng được hả? Ừ, đào đi. Không có gì rồi vậy là không có gì hết là mèo không có bị nước rồi. Vậy nào mà vô tay của nước kìa. Cái cúp này mới thể hiện được cái phát huy tác dụng của nó mèo. Thì ra là vậy. Đúng rồi. Bây giờ tôi sử dụng cái cúp của siêu vip coi nè, mọi người thấy không? Wow, cái cúp này nó bự thiệt luôn. Để tôi quăng nó thử coi. Rồi. Trời ơi. Nó bự hơn tôi luôn nè. Rồi bây giờ mèo khoan. Cái cúp đó là chuyện bình thường á mèo. Bây giờ coi cái cúp này nè. Bự hơn luôn nè. Cái này bự gấp đôi cái kia. Nè để tôi quăng ra thử cái này so sánh với cái kia coi nè. Đó. Rồi thấy không? Cái cây này là con nít thôi, cây này mới là người lớn nè. Nó bự ơi là bự luôn nè. Thấy bự không? Quăng ra cái là nó làm bị sình xuống đất luôn. Tôi đứng ở giữa nè. Trời ơi, cái đầu đó luôn rồi. Sao không để ấp để giống mình thấy thôi. Đó. Gì vậy? Rồi nè. nè nè nè, mèo cầm mới coi nó đó, mèo lại mèo mày thấy không đó, tôi quăng đây nè, trời quăng cái lộn dưới đất luôn rồi nè, nè 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 nè, để tôi quăng lại cho mày coi nè, trời trời sao cây giấy, tao quăng tôi toàn quăng dưới đất không, để đây tôi quăng cho, mèo quăng đi, tôi quăng toàn là lọc đất rồi, thôi mà ở đây khỏi cần quăng rồi, tôi cũng thấy cái cúp này nó nhỏ hơn cái cúp này rồi, thì á mấy bạn thấy không, mấy bạn thích cái cúp sắt hay cái cúp kim cương hơn, mấy bạn thấy cái cúp nào đẹp hơn? Cúp gỗ của con núp. Đây, đây là cúp gỗ của con núp. Đó, thấy không? Đây là cúp gỗ của núp. Đây là cái cúp sắt của bà rầu. Và đây là cái cúp kim cương của bà rầu. Mọi người thấy mọi người thích cái cúp nào hơn thì mọi người nhớ để là cho nút biết nha. Nếu mọi người thích cái cúp kim cương thì mọi người nhấn số 1. Mọi người thích cái cúp sắt thì mọi người nhấn số 2. Và mọi người thích cái cúp của bà rầu của núp thì mọi người nhấn số 3. Và chắc không có ai dám nhấn số 3 đâu mọi người ơi. Đây đây. Đồ mèo mèo cầm thử cho tôi coi coi. Đó, cầm cái cúp núp trước. Đừng đụng. Đây. Đây là cái cúp của núp nè. Rồi nhấn cái nữa. Lên. Đây là cái cúp sắt nè mọi người thấy không? Đó, rồi. Nhấn cái nữa. Và đây là cái cúp của bà rầu nè. Đó, bự chưa? Rồi bây giờ mình sẽ thử tác dụng của ba cái cúp này nghe mèo. Ok, đưa đây cho tôi, đưa đây cho tôi. Đó, mọi người thấy chưa? Tôi lấy lại hết rồi. Ồ ơi, xong rồi mèo ơi. Nè, sau khi tôi giới thiệu ba cái cúp này mọi người thấy không? Đây là cúp của bắp của nước, cúp bờ rồ và cúp kim cương siêu cấp, mọi người thấy không? Đó. Ui, trời gì nha mèo. Mà Panda ba ban quá kìa. Trời ơi, sao mà đi ngang nó phỏng. Trời ơi, trời, chị Panda đúng là đần độn quá mèo. Mèo mèo. Nãy giờ tôi nói gì với mèo, mèo nhớ im lặng nghe, đừng có nói với bả nha. Nói với bả là chết luôn mọi người. Nè nè, Hút có cái cúp đã nè. Đâu, bóc ra. Cái hầm đi mai của mèo rồi ai lắp lại rồi nè. Chị Panda lắp đó. Trời ơi. Cái gì vậy? Nhưng mà không sao mèo ơi. Mà không sao, để đó tôi lo. Bây giờ ha, tôi sẽ thử sử dụng ba cái cúp này để đào cho mọi người xem nha. Đây là cái cúp bờ rồ này nghe. Nè cái cúp bờ rồ đầu tiên ha. Hả? Xài cúp sắt bờ rồ hả? Bây giờ tôi xài cúp sắt bờ rồ. Ấy, bây giờ mày móc cho tôi cục đất lên đi, tôi ví dụ cho coi nè nghe. Tự nhiên móc cục đất lên làm. Nè, thì đây tôi ví dụ cho, đây là một cục đất rất là bình thường, mọi người thấy không? Đây là cục đất không có cái gì hết nha. Bây giờ mọi người xem nè, Hút ảo thuật nè nghe. Đó, bây giờ cục kim cương này rất là bình thường nha. Bây giờ nha, tôi đào nó sẽ ra một cục kim cương trước mặt. Ủa là sao? Nè coi nè, ra cục kim cương. Ủa nó nhảy. Ra cục kim cương, ra cục kim cương, ra cục kim cương, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đỉnh không? Đào đi. Trời ơi mèo, đào cái cúp đó sao mà được. Đây đây, tôi nói cho mày biết nha, cái cúp này nó có khả năng là tạo ra kim cương á, tôi nói với mày thấy không? Nè ví dụ nha, cái hầm hồi nãy của mèo nè. Hả? Ủa nó hình như tôi thấy có một cục, nó cứ chạy vòng vòng. Đâu, một cục đâu nè, cho mèo coi nè nghe. Đây tôi đào cục đá lên đây, đào đá lên đây, đào đá lên đây, đào đá lên đây, đào đá lên đây. Nó sẽ ra kim cương luôn đó, thấy chưa? Đào đá đây, đào lên nè, thấy chưa? Đào cục bên này là cục bên kia. Đó, đó thấy chưa? Đó, bởi vì tôi nói đây là cái cúp của bà rồn nè. Hả? Mà có chắc đây là kim cương thiệt không? Chắc. Ông lấy cho tôi coi thử hả? À, chưa, mèo đừng có lấy, từ để tôi giới thiệu cho coi nè. Mọi người thấy không? Tại sao thằng bờ rồ nó giàu là mọi người biết tại sao chưa nè? Nó có thể tạo ra rất là nhiều kim cương luôn mọi người nè. Đúng không? Mèo thấy không? Đó, mèo thấy không? Đó, tôi mà đào cái gì là cái đó ra kim cương luôn mèo. Ủa, coi nè. Đó, tôi đào đất cũng ra kim cương được, khoan, đặc biệt nha, đào cỏ ra kim cương luôn. Đó. Đã chưa? Đó, bởi vì tôi nói cái cúp bự này của con này nó nhìn vậy chứ nó là rồ lắm mấy bạn ơi. Đây là cái cúp bờ rồ. Còn khoan, bây giờ tới là cái cúp kim cương siêu cấp nè mọi người thấy không? Đó, cúp kim cương siêu cấp này có khả năng là bơm. Ủa trời, cái gì vậy? Đi. Nhìn xuống. Nè coi nè. Bơm. Đó, thấy chưa? Cúp này á có thể đào được rất là nhiều kim cương luôn, đào hầm nè, thấy không? Mấy bạn đi mai bạn thấy không? Đào cực quá không? Mình thấy cái cúp này á mình đào một phát một đó là nó sâu xuống là thành bậc thang luôn nè. Đúng không? Cái xuống đây cái mình làm kim cương mèo. Đó, đó mình làm kim cương. Đó, không. Mèo khoan mày cắm đuốc vòng vòng cho tôi mèo. Tôi có này hay lắm mèo. Đó, tới lượt chị Panda là chị Panda khoái liền. Ủa sao không qua nhà chị đào cho nó nhiều? Từ từ, nhà chị đào chi chị Panda. Khoan, tôi làm cái cầu hang kim cương cái nè. Đó, thấy chưa? Thấy cầu hang kim cương cho mèo. Đó. Đã chưa? Phải chưa? Giữ chưa. Đó, thấy ngầu không? Thèm quá. Cầu hang này là kim cương, khoan cái này chưa là kim cương này tôi đào cho thành kim cương hết rồi. Đó, thấy chưa? Rồi từ từ. Đây, hồi lên làm cầu hang kim cương xong không? Cái mình lấy cái cúp kim cương mình dậm một cái đùng một cái là nó sẽ thành tất cả thành kim cương hết đúng không? Đó, mày thấy không? Đó, mình từ từ đào kim cương đi. Cúp kim cương đào một cái là nó tan thành luôn. Không, nó có tan thành. Nó sẽ rớt xuống kim cương xuống mèo ơi. Rớt kim cương xuống. Đúng rồi, mình đào sắt là sắt thành kim cương luôn nè. Đào sắt thành kim cương luôn. Đó, bởi vì mọi thứ là kim cương luôn. Thứ cấu quá. Đúng rồi, bà gòn chưa? Đó, bây giờ bạn thấy không? Bây giờ mọi thứ ở dưới là hiện là kim cương hết luôn rồi. Bây giờ khoan này để tôi đào cho mày coi này nghe. Bùm, bùm. Đó, nó kim cương ra nè, nó chạy xuống lượm nè, nó 17 kim cương luôn. Đó nè, khoan bây giờ tôi trèo lên đây tôi chậm xuống cái nữa. Đào ngược lên, từ dưới đào ngược lên. Tôi không biết nghe, đào dưới đào ngược lên có tác dụng không ta? Khoan để tôi qua bên này coi. Cái chồng có tôi chìm ra. Được thầy ơi, được nó làm một đường con hang nó luôn nè. Đó con hang đi lên nè. Đó khoan khoan để tôi đào với đào ngược lên. Đào với đào ngược lên có con hang lên. Để đây đi, để tôi đào cái cục này thành cục kim cương luôn đi. Nè, để tôi đào cái biến cái cục này thành cục kim cương cái. Đây, đó, thấy không? Cục kim cương luôn. Tôi đào dưới đào ngược lên nè. Đúng. Rồi. Nè 24 kim cương luôn mèo ơi. Ôi, giàu rồi, tôi nói thiệt á mấy bạn thấy không? Cái cúp này đỉnh không mấy bạn? Biến mọi thứ thành kim cương luôn nè. Có cái nghe nè. Ăn táo vô, táo vô. Đây ok, ăn táo vàng nha các bạn ơi. Cái cúp này nó nổ ra phát là tôi hụt máu luôn nè. Các bạn thấy không? Cái cúp kim cương á, tại biết sao không? Nó mạnh quá mọi người ơi. Cái cúp này á là phải mình phải bận cả bộ giáp kim cương vô nữa. Mà đặc biệt nha, bộ giáp phải là chống nổ nha. Tại mỗi lần á cái cúp này nó đào được là nó nổ in. Và nó tạo được cái dãy kim cương luôn á. Đúng rồi nè. Giờ đào lên nè, đào kim cương lên. Bùng. Thấy chưa? Kim cương mày ơi. Đó, 27 kim cương luôn. Đó, gặp chưa? Đó kim cương từ từ. Ôi trời ơi, kim cương của tôi. 37 kim cương luôn mèo ơi. Đứng kế bên mà cũng bị ảnh hưởng. Tôi nói thiệt á mọi người, nếu mà mọi người có cái cúp này á, mọi người đi mai một ngày tới 3 cái cúp này, 2 cây thôi chứ. Đừng có đào cái thứ ba là của nước để hỏi cho chị Panda sử dụng thử. Cái cúp kim cương nó không hư luôn hả? Cái cúp kim cương này không bao giờ hư nha. Không bao giờ hư, mọi người có thể đào thoải mái luôn. Đúng nhà, đúng đường hết luôn. Bây giờ ha, tôi ví dụ như mèo. Bây giờ tôi giả bộ nha. Giả bộ gì? Im lặng chị Panda đã không đi. Sao? Ha, móc cái cúp của nước ra. Móc cái cúp của nước ra cho chị Panda xài. Chị Panda đào cái đống kim cương nữa đó. Chị Panda thấy vậy là chị Panda khoái liền ha. Đó. Chị Panda ơi. Chị Panda. Ơi chị đang lấy đồ nè. Thôi chị đừng có đào nữa, đừng. Nè, em cho chị cái cúp cùi bắp của nước nè. Cúp cùi bắp của nước. Nè, nhưng mà đặc biệt nha. Cái cúp cái cúp cùi bắp của nước mới đào được cái vị trí này. Đó, hiểu không? Nãy giờ em chuẩn bị cho chị nè. Nhưng mà chị dùng cẩn thận nghe, cái cúp cùi bắp của nước này nó đào một cái ha là nó thiệt cái biến cả thế giới thành kim cương luôn á. Wow, trời đã chứ vậy. Đã không mọi người, đã không nhớ nhấn like nha. Cái này là nguyên cái nhà thành kim cương luôn á. Khoan, bạn nào đồng ý anh Hút đưa cái cúp cùi bắp này của nước này cho chị Panda thì mọi người hãy nhấn số like và nhấn số 1 nha. Anh Hút cho mọi người 5 giây để đếm nha, để nhấn like nha. 1, 2, 3, 4, 5. Bạn nào nhấn like rồi thì hãy nhấn số 1 nha. Hả? Sao không đưa cho tôi vậy? Trời, tôi nói thiệt với mèo tại tôi ghét mèo lắm nên tôi không đưa cho mèo cái cúp này đâu. Đúng rồi đó, trời ơi, cho chị đi là của chị Panda. Cái cúp này phải là của chị Panda chứ nếu mà nó không thuộc về chị Panda thì nó không bao giờ thuộc về ai hết mọi người ơi. Nè, cho chị cái cúp này, chị né ra coi. Cái cúp này nó đáp xuống một cái là cả thế giới nó thành kim cương luôn á. Ủa gì vậy đó, đổ lụm vô. Đừng đào. Đợi em đi, ông Phú đi lên đây các chị hả đào. Khoan, cứ đứng đây giờ rồi. Chị Panda đào đi chị Panda. Tao đi đừng lấy với chị nè. Tao cũng ở giữa đó. Đào đi. Ủa bà đang đào kìa, bà tập trung bà đào kìa. Đào đâu hết à? Tôi nói mèo rồi mà nớp giờ nó có đào kim cương ra nó cũng té ra nó chết rồi chứ đâu có làm gì đâu. Tại mọi người hiểu chứ mọi người, cây cúp của con nớp thì nó chỉ có thể là nớp thôi chứ đâu có giờ làm rồi đâu đúng không? Giờ nó có nước đậm. Cái gì vậy đưa chị cái cúp? Hồi nãy nếp bơ sau lưng chị. Em chưa kịp la. Kim cương đâu? Nè kim cương của chị nè nó rồi. Chị đi đào lại đi, chị đào lại đi. Nhớ bảo vệ chị nha. Rồi em đứng kế bên luôn. Em sẽ bảo vệ. Cậu đang đào kim cương bữa nào. Khoan để em biến ra kim cương cho chị đào. Nhiều vô. Chị Panda là kim cương. Chị Panda. Rồi. Nhiều vô. Đó, em tạo ra kim cương, cái hang kim cương cho chị Panda đó. Chị phải thành bờ gồ. Rồi. Panda, ban vô đi Panda ơi. Đúng rồi, ban vô. Đào quất. Đào đi, đào. Nhanh lên đi. Trời ơi, cái cúp này nó hò quá. Đào lẹ chị Panda ơi, đào đi. Trời ơi. Có chân không em ơi. Tôi nói thiệt cái mèo ấy chưa bao giờ mà tôi thấy cái cảnh tượng mà nước đào kim cương. Cái gì vậy? Kim cương chị đâu? Nè kim cương của chị nè đó. Em vừa mới làm. Chị có một viên hả? Chị đào được có một cục chứ nhiều. Sao không bảo vệ chị? Ai biết đâu. Mèo ơi để mút đạo phụ chị Panda chưa? Đây né ra coi sức mạnh tôi cấp nàng nghe, né ra chị Panda. Ui, bum. Cường luôn. Tại 42 kim cương luôn nè. Thôi chị lên đây chị đạo. Thôi lên mèo ơi, đi lên. Nè đây cậu này sao không đạo? Khoan mèo tôi có cái ý cái hay lắm nè, cho chị hết cái đống kim cương này đó, chị nào mà chị đạo xong rồi chị nói chuyện với em nha. Tôi thề mèo ha, bà chết tới tên gấu luôn mèo. Mọi người ơi, bây giờ cứ đào là cứ chết liên tục luôn á, bà không biết luôn nè. Rồi bà nước rồi, bà đúng là nước. Ôi trời nói cái gì hoài vậy? Thấy chưa, tôi nói mọi người rồi mà, thở ra bà đào là bà sẽ chết thôi. Ê mèo, đi lên mèo ơi. Hả? Đi lên qua nhà chị Panda chơi mèo ơi, tôi có này hay lắm nè. Mèo. Ui. Rồi Panda đâu rồi, mới thấy bà nè. Rồi mèo. Thấy không? Thấy cái cúp chị Panda đưa lại cho em cái cúp đó đi chị Panda ơi. Em nói thiệt. Cái hồi nãy chị nổ chị thấy chị còn rớt kim cương chứ á. Rồi kệ đi cái cúp đó giờ chị đào, chị để dành chị đào bé Happy á chị Panda. Đúng rồi. Đưa cái cúp lại cho em đi. Để chị để là chị truyền cho bé Happy nha. Đúng rồi, truyền cho Happy. Bây giờ hả mèo. Truyền dừng coi. Bây giờ tôi cho mày cái cúp kim cương, cái cúp sắt của tôi nè, bự lình luôn nè. Đó, rồi mèo đi đào đi ha. Còn bây giờ ha, bạn nào đồng ý Redhood lấy cái cúp kim cương này đào nhà chị Panda thì mọi người nhắn like cho Redhood nha. Mọi người nhắn like cho like kim cương đi. Em đang làm nè. 5. Ok, bây giờ Redhood sẽ đi đào nhà chị Panda. Nè, nhà chị Panda hành kim cương nè. Trời ơi, hành kim cương kìa. Không ai quan tâm nhà chị Panda hành kim cương hay không đâu. Cái gì vậy? Cái gì chị Panda? Mèo cái gì vậy? Mày có kim cương nữa chứ. Trời nè để tôi đào chị Panda cho nó giúp cho nhà chị Panda thêm cúp vàng nè, nói chưa? Ok để cho em táo vàng, cái cúp này mạnh quá tôi không đủ nội lực là tôi đào là tôi sẽ chết liền. Đó đào rồi chưa, thấy chưa, đào nè, đào lên nè, trời trời cục mày đặt có cái cục mày lóc như này nè. Ủa cục mày lóc này đào có đâu mày ơi, để tôi đào tiếp rồi. Nhà chị Panda đào nhà chị Panda nè, tôi nói hẹn nè cúp này đã cực kỳ rồi xong. Ok, bây giờ chị Panda đã banh nhà rồi mọi người ơi. Bây giờ Hút sẽ đào xuống nhà chị Panda thử coi nhà chị Panda có cái đường hầm kim cương nào mọi người. Đào xuống nè, đi mai nhà chị Panda. Ui kim cương kìa, vừa nói là có liền luôn mọi người ơi. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Đường hầm kim cương có thật mọi người ơi. Đào vô nhà chị Panda nó xuất hiện luôn đường hầm kim cương. Rồi, ăn táo vàng vô, cái cúp kim cương này nó mạnh lắm mọi người ơi. Mình mà đào quá 10 cái là mình sẽ té ra mình chết cái rặt liền á. Ủa kim cương nó rớt thì không? Rồi tôi biết rồi. Trời ơi. Đào. Trời ơi. Wow, quá trời kim cương luôn. Ủa nè kim cương này. Trời ơi trời. Nhà chị Panda là 64 kim cương luôn rồi. Trời ơi trời. Ok bây giờ mình sẽ đào thử xuống nha mọi người. Trời ơi trời, sao nhà chị Panda nhiều kim cương vậy ta? Đó, trời ơi kim cương kim cương trời ơi mua kim cương luôn rồi. Wow, rồi 2 tấc 64 kim cương luôn, để đặt lên. Trời ơi nhà chị Panda đúng giàu luôn mọi người ơi. Bà Panda từ trước tới giờ bà giấu cái đường hầm kim cương của mình. Ôi trời ơi cái nhà cái sao bánh chành hết hả? Nhà chị đã banh hết rồi chị Panda ơi. Ôi trời ơi cái hang của chị, cái hang gì của chị, cái hang này của em đào đó chứ bộ. Trời ơi kim cương quá trời, để em đặt lóc lên là đào tiếp mọi người ơi. Đó kim cương còn quá trời. Wow kim cương còn mặt ngàn đâm rỡ luôn mọi người, nói mọi người thấy không? Kim cương này em chị, cái hang này của chị, cái hang này là của ông Sơ, chị để lại được. Ông Sơ vậy này là kim cương của em. Chị Panda dám lấy nhà kim cương em à? Em đào lên luôn. Rồi chị đi xuống đây chứ, chị đi lấy kim cương. Lấy lại em không nè. Đào kim cương của chị mới được. Rồi đổ một phát chết chị Panda luôn. Wow đó trời, đào kim cương nè. Trời ơi trời kim cương mà tôi nói thiệt mèo nó làm là một cái cặp vậy cui luôn mèo. Nè tôi ăn táo vàng lên cái này nè, tôi coi cho mèo coi nè. Trời ơi kim cương đó. Ủa đâu trên đầu nữa hả? Đó nè đào lên. Đâu rồi trời kim cương. Wow quá trời kim cương rớt dưới luôn mọi người ơi. Trời xuống lụm. Trời ơi trời, nè nãy giờ trời ơi tôi đào được 3 tấc 64 kim cương luôn mèo ơi. Nè tôi quăng nó cho mọi người coi nè. Trời ơi kim cương mà nó dày cui như vậy nè. Đó mọi người thấy đỉnh không? Mọi người thấy cái cúp của Redhood đỉnh không? Bạn nào á mà thích cái cúp kim cương của Redhood thì mọi người nhắn like cho Redhood nha. Và đừng quên để lại subscribe cho Redhood nữa. Bây giờ thì clip cũng đã quá dài rồi mọi người ơi. Bây giờ bye bye mọi người nha. Xin chào tạm biệt mọi người.